Những tình tiết mới về vụ ám sát qua chính lời kể của ông Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ về trải nghiệm rất kỳ lạ suýt kết thúc cuộc đời ông trong một cuộc phỏng vấn trên máy bay riêng. Trên đường đến Milwaukee để tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, với cảm xúc vừa cảm kích, vừa đầy thách thức, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông lẽ ra phải chết khi bị tay súng nhắm bắn tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm ngày 13 tháng 7. Bác sĩ ở bệnh viện nói rằng ông ấy chưa bao giờ thấy điều gì như thế này, rằng chưa bao giờ thấy ai sống sót khi bị súng AR-15 nhắm bắn. Bác sĩ gọi đó là một phép lạ, ông Trump nói khi đang đeo một miếng băng lớn màu trắng che tay phải. Cựu Tổng thống Donald Trump gọi biến cố cuộc đời ông ở Pennsylvania là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, viên đạn sượt qua tay phải của ông đúng lúc ông nghiêng đầu. Ông Trump nói rằng, nếu lúc đó bản thân không quay đầu sang phải một chút để đọc biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp thì phát súng chết người có thể đã không chỉ xé nát một mảnh tay nhỏ của ông. Ông Trump đã khá bất ngờ khi các đặc vụ gần như bay đến che chở cho ông ngay khi vụ nổ súng bắt đầu. Đoạn video về vụ nổ súng có nghe thấy tiếng ông nói, đợi đã, tôi muốn lấy giày của mình. Giải thích về điều này, vị cựu tổng thống nói mật vụ đã đẩy ông khỏi một phát biểu mạnh tới nỗi giày của ông bị rơi ra. Theo vị cựu tổng thống, khi các nhân viên mật vụ dẫn ông ra khỏi sân khấu, ông vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với những người ủng hộ. Nhưng các đặc vụ phân tích rằng điều đó không an toàn và họ phải đưa ông đến bệnh viện. Ông khen ngợi các nhân viên cơ quan mật vụ vì đã kịp thời bắn hạ kẻ nổ súng đang ở trên mái nhà, cách sân khấu nơi ông Trump phát biểu khoảng 120 mét. Họ hạ gục hắn ta bằng một phát súng ngay giữa hai mắt. Họ đã làm một công việc tuyệt vời. Đó là điều siêu thực đối với tất cả chúng ta, chính trị gia này kể. Cựu Tổng thống Trump cũng đề cập đến bức ảnh ông giơ nắm đấm và nói, chiến đấu ba lần khi các đặc vụ cố gắng đưa ông ra khỏi sân khấu và lên một chiếc SUV bọc thép. Rất nhiều người nói rằng đây là bức ảnh mang tính biểu tượng nhất mà họ từng thấy. Thông thường bạn phải chết để có được một bức ảnh mang tính biểu tượng. Tôi thì có thể may mắn hoặc nhờ ơn Chúa mà không chết. Ông Donald Trump cũng khen ngợi đám đông ước tính khoảng 55.000 người có mặt tại sự kiện. Rất nhiều nơi, đặc biệt là các trận bóng đá, chỉ nghe thấy một tiếng súng, mọi người đều bỏ chạy. Ở đây có rất nhiều phát súng và họ vẫn ở lại. Tôi yêu họ. Họ là những người thật tuyệt vời, ông nói. Theo New York Post,